Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam, U23 Malaysia thẳng tiến vào tứ kết. Quý vị và các bạn thân mến, Malaysia gần như là đội bóng yếu nhất tại bảng C mùa giải U23 châu Á năm nay, nên việc đánh bại đội bóng này có lẽ không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với U23 Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, về lý thuyết mà nói thì U23 Việt Nam sẽ bị loại nếu như mà Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau 3-3 trở lên. Nếu tỷ số đó xảy ra thì U23 Việt Nam có thắng Malaysia bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa mà thôi. Tuy nhiên thì trước khi để ý đến các kết quả tại trận của Hàn Quốc và Thái Lan thì U23 Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ của mình, đó chính là đánh bại Malaysia. Đấy là chưa kể khả năng Hàn Quốc và Thái Lan hòa nhau 3-3 trở nên cực thấp, bởi so về thực lực thì Hàn Quốc mạnh hơn hẳn Thái Lan. Đồng thời vị thế của đội bóng xứ Hàn không bao giờ cho phép họ hòa thêm một trận nữa trước các đại diện của Đông Nam Á ở mùa giải năm nay, sau khi đã hòa với U23 Việt Nam ở lượt trận trước. Quý vị và các bạn thân mến, còn về trận đấu với Malaysia, cũng về lý thuyết mà nói thì U23 Việt Nam mạnh hơn hẳn so với đối thủ của mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, về chất lượng và con người, về phong độ và thể lực vân vân. Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Malaysia thua thắng ở hai trận đấu của họ tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Tuy nhiên thì để lọt lưới đến 7 bàn và thua Hàn Quốc 1-4, thua Thái Lan 0-3 ở hai trận đấu thua gần đây. Hai trận đấu này chúng ta có thể nói là cả thể lực và tinh thần của Malaysia đều rất kém. Chưa hết thì huấn luyện viên hiện tại của U23 Malaysia, ông Brian Maloney, gần như đã sẽ bị mất việc sau khi U23 Malaysia trở về nước sau vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay. Thế nên là thật khó để mà vị huấn luyện viên Australia toàn tâm toàn ý cho đội bóng nhà trong trận đấu tới với U23 Việt Nam của chúng ta, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với hình ảnh của Malaysia thì U23 Việt Nam đang hừng hực khí thế sau trận hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc. Và cách đây ít ngày thì tinh thần, niềm tin của đội bóng trong tay huấn luyện viên Yong Oh Kyun đang lên rất là cao, đặc biệt là hàng thủ của U23 Việt Nam đang rất là chắc chắn với sự xuất sắc của cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Trung và Nguyễn Thành Bình, cùng với sự vươn lên của thủ môn Quan Văn Chuẩn, quý vị và các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhưng mà trong bóng đá thì luôn luôn có những điều bất ngờ mà chúng ta cũng không thể ngờ tới được, phải không ạ? Quý vị và các bạn sẽ nhận định kết quả trận đấu này như thế nào, chiến thắng thuộc về đội bóng nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau tham khảo, quý vị nhé. Tuy nhiên thì chúng ta là người Việt Nam đương nhiên sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta, phải không ạ? Vâng, Việt Nam sẽ vô địch và Việt Nam sẽ chiến thắng. Đối với riêng chúng tôi nhận định rằng kết quả trận đấu sẽ là 2-0, tỷ số nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vâng ạ, và chúng ta hãy cùng chờ đón xem 20 giờ tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6, quý vị nhé.